Kính thưa quý vị, trekking là một bộ môn thể thao hiện nay được rất là nhiều người yêu thích lựa chọn, nhất là những người mà đam mê đi bộ leo núi. Và thời gian gần đây thì núi Dinh cũng là một trong những cái địa điểm mà thu hút rất là nhiều người yêu thích thể thao. Ở đến đây thì mọi người có thể là hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của núi rừng, và càng đặc biệt hơn nữa là nhiều người còn tập trung thành một nhóm để mà vừa đi bộ vừa nhặt rác, bảo vệ môi trường. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đồng hành với Quốc Thái nhé. Núi Dinh thuộc địa phận giáp ranh thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa là một trong những địa điểm phù hợp với những bạn trẻ có mục đích chính là đi vận động và tăng cường sức khỏe, đặc biệt là để hít hà vì thiên nhiên. Tùy theo sự lựa chọn điểm xuất phát và trải nghiệm, du khách có thể khám phá núi Dinh bằng cách chạy xe từ quốc lộ 56 với con đường nhựa thẳng tắp, cùng uống mình với những đoạn đường quanh co rất đẹp, hoặc leo núi theo những con đường mới khai phá còn hoang sơ. Đã thành thông lệ, vào mỗi buổi sáng, gần 10 thành viên nhóm leo núi Bà Rịa đều dành thời gian khoảng 2 giờ để leo núi trước khi đến cơ quan làm việc. Trong mỗi hành trình, họ vừa tản bộ ngắm khung cảnh hoang sơ của núi rừng, vừa hít căng lồng ngực để cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên. Con chào cô Mai. Chào con. Dạ. Sáng ngày hôm nay thì cô Mai bắt đầu cái hành trình leo núi là từ mấy giờ cô Mai? Cô đi từ lúc 5 giờ sáng. Dạ. Đi như vậy thì mới có thể đón bình minh được. Dạ. Nhưng mà hôm nay chắc bình minh nó chui. Dạ. Mất tiêu rồi. Dạ. Nhìn cô Mai khỏe như vậy nè, thì không ai nghĩ rằng là cô Mai là bước qua cái ngưỡng 60 đâu, hơn 60 đâu. Dạ, thì cái việc mà leo núi thì cô Mai duy trì lâu chưa cô? Cũng 5-6 năm rồi con. Dạ. Từ lúc cô nghỉ hưu. Dạ. Là 8 năm rồi chứ. 8 dạ. năm rồi. 8 năm rồi. Dạ. Lần đó là cái lý do vì sao mà cô bén duyên với cái leo núi cô? Thường thì cô chơi bóng bàn. Dạ. Thì sau này có một số bạn với lại học trò của cô đó. Dạ. Có một cái nhóm leo núi của Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Thì nhóm cô thấy có thể leo núi được. Cô mới thử theo nhóm. Dạ. Rồi cô thấy là đi leo núi thì nó vừa khỏe. Dạ. Mà lại còn mình thưởng thức những cái khoảnh khắc của thiên nhiên rất là tuyệt vời. Dạ. Nên cô chọn cái môn leo núi là số 1 trong cái môn thể thao mà cô chơi. Dạ. Và đến nay là có thời gian là 8 năm leo núi rồi. Thì khi mà cô leo thì cô cảm thấy là cái tình hình sức khỏe của mình đó cô, thì nó cải thiện như thế nào cô Mai? Rất là tốt chứ. Dạ. Những cái bệnh thông thường á thì cũng không có bệnh nhiều. Dạ. Nếu mà bị sự cố chẳng hạn như là bị Covid chẳng hạn. Dạ. Thì cô chỉ có sốt một ngày, rồi có những cái trạng thái mà của nhiễm Covid không có. Dạ. Cô không có đau họng, không sổ mũi, cô chỉ sốt có một ngày xong là thôi. Dạ. Ngoài cái chuyện là leo núi để mà bảo vệ một cái sức khỏe tốt như cô Mai nói đó, thì người ta nói là leo núi vào buổi sáng thì sẽ cảm nhận rõ về cái thiên nhiên buổi sớm. Chắc là cô Mai có nhiều cái kỷ niệm, những cái ấn tượng đẹp khi mà mình chinh phục những cái cung đường khó ở núi này đúng không cô? Đúng rồi. Khi mình leo lên á thì rất là mệt. Dạ. Nhưng mà mình chinh phục được cái đỉnh núi, lên tới đỉnh rồi á thì sẽ cảm thấy là rất là thoải mái, rồi ngắm mặt trời từ từ lên, bình minh á thì lúc nào cũng đẹp. Hôm nay thì trời mây nhiều nhưng mà không khí buổi sáng nó cũng là rất là thoáng. Dạ. Rồi chim hót, rồi bình minh từ từ nó cũng nhú lên. Dạ. cũng đẹp lắm. Dạ. Có những khoảnh khắc á, thí dụ như đi trời mưa đi. Trời mưa thì cũng đi luôn. Mặc áo mưa đi. Rồi vừa lên tới đỉnh núi thì nó dứt mưa. Dạ. Nhưng mà con biết là có một cái khoảnh khắc mình không thể nào mà thưởng thức được trong những lúc mà bình thường, đó là cầu vồng nó lên. Mưa vừa xong cái nắng buổi sáng lên cái cầu vồng, trời ơi rất là tuyệt vời, khoảnh khắc đó mình không thể nào mình có được lần thứ hai trong đời luôn á. Dạ. Cô ơi, ngày hôm nay là cô và cùng mọi người sẽ dự định là dắt Quốc Thái cũng như là quý vị khán giả xem truyền hình đi đâu cô? Lên cung Di Đà. Dạ. Ở đây thì có thể mình ngắm được toàn cảnh của thành phố Bà Rịa. Dạ. Rồi mình xa xa có thể mình thấy được Vũng Tàu, rồi cái cung ở Long Sơn nè. Yeah. Thì có thể mình thấy được nhiều và ngắm bình minh. Yeah. Và lên đó thì thường thường nhóm hay lên rồi hát hò này kia xong rồi mới đi xuống. Yeah. Như vậy mình cảm thấy là cuộc đời nó rất là bình yên, nó rất là hạnh phúc. Yeah. Nghe cô nói là rất là thú vị và Quốc Thái rất là muốn đi. Thôi bây giờ cô cháu mình sẽ tiếp tục hành trình cô ha. Chắc là mọi người bỏ mình rồi đó. Dạ.
Ngoài việc cảm nhận khung cảnh hoang sơ của núi rừng, leo núi còn giúp mọi người tăng cường sức khỏe, giảm béo phì, tiểu đường, bệnh tim, huyết áp và đột quỵ. Tập thể dục thường xuyên có thể tăng sức mạnh cơ bắp, tăng cường sức mạnh và sức bền cho cơ thể. Đây cũng là cách giúp mọi người tăng cường sức khỏe để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Tôi yêu dưới hàng cây, lâu vui với bạn bè. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc xiêm và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em đậm đà, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em đậm đà. Lần đầu tiên leo núi thì cảm giác của em rất là thoải mái, đặc biệt là khi leo núi vào buổi sáng sớm với không khí trong lành, cộng thêm là được đi chung với các thầy cô chú, các cô chú rất là tốt bụng và năng động nên là em rất vui khi lần đầu tiên em được leo núi với mọi người như vậy. Thì theo cái kinh nghiệm leo núi mình 3-4 năm nay của mình là mình đi thì mình phải mình chuẩn bị những cái giày đinh, cái giày mà chuyên leo núi. Rồi mình đi lên mình chú ý những cái cung đường, cái đường có cái bảng hướng dẫn đường mòn đi á, và mình cần khi mà mình leo trèo các cây gì mình phải kiểm tra trước khi cây đó là cây tươi hay là cây khô. Bên cạnh đó, những năm gần đây, nhiều người đam mê thể thao leo núi, yêu màu xanh của núi rừng, còn rủ nhau nhặt rác, giữ màu xanh cho môi trường núi luôn xanh sạch đẹp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ nhặt rác, dọc theo con đường lên đỉnh núi, nếu trên đường thấy chai nhựa ni lông, mọi người đều nhặt và gom vào bao. Sau đó, rác sẽ gom lại tại một điểm tập kết và có đơn vị hỗ trợ để vận chuyển xuống núi. Chị Hiền ơi, ngày hôm nay lần đầu tiên mà chị Hiền trải nghiệm cùng với nhóm leo núi, đặc biệt hơn nữa là chị Hiền tham gia nhặt rác. Thấy việc làm của mình ý nghĩa như thế nào chị Hiền? Đầu tiên là cảm ơn Quốc Thái cũng như cái nhóm leo núi hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm nhóm và tham gia cái chương trình nhặt rác. Thì qua đó muốn kêu gọi mọi người là không nên xả rác ở những cái nơi mà công cộng và tạo cái môi trường xanh sạch hơn trong tất cả các nơi. Đây là một cái chương trình ý nghĩa và rèn luyện sức khỏe hàng ngày cho mọi người. Đặc biệt nữa là Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta cũng là một trong những cái địa phương phát triển du lịch, và leo núi thì cũng là một trong những cái địa điểm mà thu hút nhiều bạn trẻ. Thì chị Hiền có gửi cái thông điệp gì không ạ, để mà chúng ta phát triển du lịch và gắn liền với bảo vệ môi trường chị Hiền? Theo mình, cái thông điệp mà mình gửi đến các bạn trẻ là gắn với cái leo núi là hãy rèn luyện sức khỏe khi mình còn trẻ, và song song đó là mình bảo vệ môi trường, không xả rác ở những cái nơi mà đặc biệt là ít người qua lại. Mình cần phải giữ gìn một cái môi trường cho nó sạch mỗi ngày, và sức khỏe của mình được nâng cao khi mình leo núi ở những cái nơi như thế này. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hiền với những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, trong thời điểm mà dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như thế này, việc mà chúng ta lựa chọn một môn thể thao thích hợp thì cũng là cách để mà giúp mình rèn luyện được sức khỏe và phòng chống được dịch bệnh COVID-19. Và việc khám phá núi Dinh, chinh phục cảnh đẹp hoang sơ cũng như là thực hiện nhặt rác, bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động thiết thực. Chúng ta qua đó thì cũng góp phần giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Và thưa quý vị, tới đây thì thời gian dành cho chương trình Camera Đồng Hành cũng xin được tạm dừng. Xin thân ái chào tạm biệt.